Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của shop Lâm Huy. Ở trong video này thì shop sẽ giới thiệu và báo giá tới toàn thể anh em mẫu máy đo khoảng cách đa chức năng NK450. Mẫu máy đo khoảng cách này là phiên bản mới của 2024, đấy vừa cập bến để phục vụ cho anh em. Đấy, nhãn hiệu NK450 này thì anh em đang rất là ưa chuộng ở trên thị trường. Đấy, cái chế độ đo khoảng cách của nó rất là chuẩn xác cho anh em luôn, phục vụ và hỗ trợ cho anh em trong quá trình anh em bem con mồi. Anh em đo khoảng cách từ cái khoảng cách anh em đứng bem đến con mồi là bao nhiêu, nó chuẩn xác thì anh em bem hỗ trợ cho anh em bem cực chuẩn luôn. Đấy, như thường lệ thì trước khi đi vào giới thiệu chi tiết thì shop cũng sẽ nói sơ qua về hình thức mua hàng. Shop luôn luôn ship COD đồng kiểm. Anh em nhận hàng đến tay anh em cứ mở hộp ra kiểm tra đúng hàng đúng sản phẩm đúng như quảng cáo này, anh em cầm trên tay và trải nghiệm luôn sản phẩm. Đấy, hàng chuẩn, chất lượng tốt và hài lòng đối với anh em, cái mức độ hài lòng của anh em cảm thấy ok thì anh em mới phải thanh toán, còn không thì anh em cứ cho quay đầu hàng và không mất kỳ một chi phí nào anh em nhé. Anh em có nhu cầu mua hàng thì liên hệ trực tiếp cho shop qua các số điện thoại được hiển thị trên màn hình. Cần tư vấn kỹ hơn về sản phẩm thì anh em cũng có thể kết bạn Zalo cho shop qua các số điện thoại trên. Shop sẽ tư vấn nhiệt tình cho anh em 24/7. Ok, và ngay sau đây thì shop sẽ đi vào giới thiệu chi tiết từ anh em máy đo khoảng cách NK450 đa chức năng cho anh em và giá vô cùng là rẻ anh em nhé. Phiên bản mới 2024 giá vô cùng rẻ cho anh em thôi. Thì khi anh em nhận hàng thì anh em sẽ kiểm tra xem là nó sẽ đầy đủ các cái phụ kiện gì. Để anh em cứ mở hộp ra, nó sẽ nguyên đai nguyên kiện vào trong một chiếc hộp như thế này. Đấy, thì trong hộp của nó có những cái gì? Đầu tiên sẽ là một quyển sách, một tờ hướng dẫn này. Giấy lau này, vải lau này. Cái vải lau này thì để anh em vệ sinh cái thấu kính của nó để cho nó tránh bụi bẩn, đấy, tránh nước. Một dây sạc. Cái dây sạc này là máy đo khoảng cách sẽ sử dụng sạc pin anh em nhé. Đấy. Khi mà anh em sử dụng hết pin thì anh em có thể sử dụng cái dây này kết nối để sạc. Đấy, một đầu thì anh em kết nối vào cái củ sạc điện thoại. Hay còn một đầu thì anh em cắm vào cái máy đo khoảng cách. Đấy, cái thời lượng pin của máy đo khoảng cách nó rất là dài nên anh em yên tâm nhé. Còn đây là dây đeo. Dây đeo này thì một dây thì anh em gắn vào đây. Để gắn vào máy đo khoảng cách, anh em có thể đeo vào cổ tay. Đấy, tránh cái trường hợp, bởi vì máy đo khoảng cách nó rất là nhỏ gọn, tránh cái trường hợp mà anh em cầm, anh em sử dụng, anh em đo đấy mà nó bị rơi, bị trượt tay. Đấy thì nó sẽ có cái dây đeo này đảm bảo độ an toàn khi anh em sử dụng nhé. Cuối cùng sẽ là một chiếc túi chống sốc đây. Hai túi chống sốc này để anh em đựng cái máy đo khoảng cách này. Túi rất là xịn sò, rất là đẹp, rất là nhỏ gọn. Cái máy đo khoảng cách mẫu phiên bản 2024 đấy, rất là đẹp, rất là mới. Hàng mới nguyên 100% đập hộp cho anh em nhé. Đấy, đường cái kính của nó rất là trong. Đây là rãnh sạc này. Đấy, đây là cái chỗ để anh em đeo vào cổ tay này. Bên trên này sẽ có hai cái nút điều khiển. Cái nút chữ M này là điều khiển chế độ của máy. Đấy, máy nó sẽ có ba cái chế độ cho anh em lựa chọn này. Đo khoảng cách này, đo tốc độ gió này, vân vân, để anh em có thể đo cái sử dụng cái chế độ này để anh em chuyển chế độ này. Anh em có thể xem cái tờ hướng dẫn này để anh em tham khảo nhé. Còn đây là nút nguồn. Nút nguồn nó sẽ cũng có hai chức năng luôn, một là nút tắt mở mở máy này, hai là nút bấm để anh em đo khoảng cách luôn. Anh em có thể bấm vào cái nút này để đo khoảng cách nhé. Đấy, đặc biệt của cái máy này nó rất là hiện đại, rất là thông tiện lợi cho anh em là anh em bấm nút nguồn mở lên. Đấy, sau 7 giây là nó sẽ tự tắt. Đấy, sau 7 giây nó sẽ tự tắt, nếu anh em không sử dụng nó sẽ tự tắt nhé. Trường hợp mà có những cái máy mà phụ thuộc vào cái nút nguồn thì ví dụ anh em đang sử dụng anh em quên tắt đấy, thì nó sẽ rất là nhanh hết pin. Tuy nhiên là cái máy này anh em sau 7 giây mà anh em không sử dụng nó sẽ tự tắt cho anh em. Đấy, rất là hiện đại và tiện dụng cho anh em. Máy này đo khoảng cách cho anh em thì cam kết đo chuẩn xác 100% cho anh em luôn. Đấy. Anh em sử dụng cái máy đo khoảng cách này thì yên tâm với cái độ chuẩn xác của nó. Đấy. Và đặc biệt là nó có đa chức năng, đa cái chế độ cho anh em sử dụng. NK450 đấy anh em nhé. Đấy. Hàng chuẩn chính hãng cho anh em. Rồi, máy này thì tại shop sẽ bán giá cho anh em với mức giá là 800.000 bao ship tận nơi cho anh em rồi. Đấy, nhiều anh em đang có sự so sánh giá đối với các cái mẫu máy thì anh em lưu ý về cái thông số và cái phiên bản của cái các cái dòng máy này nhé.
Đấy, thông số và phiên bản, cũng như là các cái mẫu này luôn luôn nó sẽ có những cái hàng, luôn luôn nó sẽ có những cái hàng loại 1 và loại 2. Đấy, bất kể một cái sản phẩm nào cũng thế, nó đều có hàng rẻ tiền hơn và hàng giá cao hơn. Đấy thì anh em nên lưu ý về chất lượng cũng như là đời máy và phiên bản của máy để anh em có thể đưa ra cái sự so sánh khách quan nhất. Đấy, nhiều anh em nói là nó có những cái shop rẻ hơn, tuy nhiên là máy thì nó có loại 1, loại 2 và nó cũng có từng phiên bản của nó. Đấy, máy này thì 800 nghìn là cam kết với anh em là rẻ nhất thị trường rồi, anh em yên tâm nhé. Đấy, về chất lượng thì anh em khỏi phải bàn luôn. Nhận hàng cứ cầm trên tay trải nghiệm. Đấy, đúng hàng đúng sản phẩm. Anh em hài lòng với sản phẩm này, đấy, đo khoảng cách cảm thấy chuẩn xác 100% như shop nói thì anh em mới phải trả tiền. Hàng thật việc thật cứ cầm đến tay trải nghiệm mới phải trả tiền, đúng không anh em? Rồi. Anh em có nhu cầu mua hàng thì liên hệ trực tiếp cho shop qua các số điện thoại được hiển thị trên màn hình. Yêu thích video thì cho shop xin một like và đăng ký kênh để chờ đón những video tiếp theo. Cảm ơn anh em.